Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn kiếm cái đồng Glicy. Dự án này thì có khoảng 6.000, pool của nó là khoảng 6.000 đô la các bạn nhé. Thì các bạn sẽ ấn vào Start cho mình. Ở đây thì các bạn thấy đây, Glicy Token Monetary Procedure Ad ví này. Submit video invite hai user to the board. Ok, các bạn ấn vào join. Nó bảo là gửi cái gửi cái bình luận, không thì nó sẽ kick ra khỏi cái group của nó. Follow Ginger, Red Dream Pin the Post. Chúng ta sẽ thử chơi cái dự án này nhá. Flow. Con này mới thôi nhỉ. Lại chuyển sang cú mèo mọi người. Đây, con này là con cú mèo. Nó mới ra đời thôi. Add này. Enter ví ERC20, mọi người ấn ví vào cho mình nhé. Ví ERC20 thì nó là ví, vẫn là cái ví chung của mình ở trên MetaMask thôi. Khi mà chúng ta sẽ trao đổi thì chúng ta sẽ đổi mạng. Các bạn sẽ copy lời link giới thiệu của bạn bè của mình cùng tham gia này. Đấy, ok. Upgrade trên Reddit này, mọi người vào trong Reddit này. Những cái dự án này thì mình toàn làm trước ấy mọi người, làm trước sau đấy mới giới thiệu mọi người, tại vì là sợ những kiểu là mình làm mình còn phải tìm hiểu, còn phải xem nó là cái gì ấy, chứ không phải là tự dưng mình làm được đâu, cho nên là cứ vào mà làm luôn là chắc chắn là sẽ mắc thôi mà. Tiếp tiếp theo là cái gì má? Up rồi. Thế bây giờ làm thế nào? Có mỗi thế thôi á. Có mỗi thế thôi mọi người. Thế bây giờ là không không cần phải dán cái gì à? Có mỗi là add ví thôi. Bây giờ là các bạn sẽ ấn vào đây. Giới thiệu bạn bè, copy lời link giới thiệu bạn bè, thế thôi là hết. Nhở? Không cần phải làm gì nữa đâu. Ví thì dán rồi. Ồ, hay nhở. Con này thì thấy nó thông báo, bạn này thông báo là 27.000 Greasy token và tương đương với khoảng 6.000 đô la. Join Telegram, Flow Twitter, Flow Om Tech, Submit via ERC20. Cũng đúng rồi. Mình làm hết rồi mà. Phải không? Đây, theo dõi group nữa này. Đấy, add rồi, add ví rồi. Cái này chỉ là theo dõi kênh YouTube thôi. Tiếp nhé, theo dõi YouTube chắc là cũng không có video nào, có một video của nó nha. Các bạn chia sẻ cho nó một cái bài viết nha, chia sẻ lên Twitter, Facebook. Buồn ngủ quá rồi mọi người. Nói cả đêm buồn ngủ quá rồi. Các bạn đăng lên nhé. Quay lại đây. Thế là hết thôi. Mọi người ấn vào link giới thiệu bạn bè nhé. Giới thiệu hai bạn. Nếu mà hai bạn mà các bạn chưa có thì các bạn có thể tự mình cài đặt lấy cho mình hai cái nhé. Không sao cả. Ok, link mình sẽ để bên dưới video cho mọi người nhé. Dự án này là chia sẻ giải thưởng, chứ các bạn
không 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 biết là các bạn nhận được bao nhiêu cả, nhưng mà chúng ta thấy chia sẻ cái giải thưởng là khoảng 6.000 đô la đấy. Đấy, các bạn làm theo hướng dẫn của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.